Nữ vương của cả thế giới Another Kiva, kẻ chỉ chịu thua sức mạnh đến từ vũ trụ Ginga. Cô ta là Yuko Kitajima, là một tội phạm đang bị giam cầm, được ban sức mạnh Another Kiva từ chính Tham Joker Aura. Cô ta đã thành công vượt ngục và muốn biến bản thân trở thành nữ hoàng. Cái lý do thật sự thì không hoa mỹ như vậy. Cô ta chỉ muốn trả thù kẻ đã bỏ rơi cô ta để đến với tình nhân của mình. Tạo hình của Another Kiva giống hệt một fungi với tạo hình của Kamen Rider Kiva, tỏa ra nét vương giả bằng chiếc áo tròn ngắn ở phía sau, cùng với cặp cánh mini vô cùng dễ thương. Những cọng xích trải dài trên thân rất giống tạo hình của Kamen Rider Kiva. Hai phần vai cũng là đôi cánh được gặp lại tương tự như Kiva, chỉ khác phần gương mặt hệt như một fungi dơi với đôi tai dài. Sức mạnh của Another Fungi cũng khá vượt trội so với những Rider ở thời điểm đó. Bản chất sức mạnh này đến từ Another Rider hay đến từ người biến thân Yuko cũng còn là một ẩn số lớn. Trong dạng Another Rider, cô ta có thể hấp thụ người khác qua việc tạo ra xúc tua từ tai của mình, hút lấy nguồn năng lượng từ những nạn nhân giống như một fungi. Tuyệt kỹ sóng âm từ lò dơi cũng được cô ta phát huy thông qua chiếc miệng từ Another Kiva. Luồng sóng âm này không trực tiếp công kích kẻ thù mà sẽ tạo ra bầy dơi hung hãn sâu xé kẻ thù, hút trọn sinh khí từ chúng. Ngoài những khả năng liên quan tới dơi và fungi, cô ta cũng sở hữu khả năng của Kamen Rider Kiva, cụ thể là triệu hồi được 3 fungi luôn theo sát Kiva. Bọn chúng có thể hoạt động độc lập cũng như tạo ra những đòn tấn công liên quan. Điều bá đạo nhất, chúng có thể trực tiếp chuyển hóa hình dạng vũ khí dựa trên ý chí của Another Kiva, giúp cô ta tấn công cũng như thay đổi vũ khí vô cùng linh hoạt. Cô ta cũng tận dụng vô cùng tốt tất cả những vũ khí, từ hình dạng súng lục, búa cho tới hình dạng đao, tất cả đều được cô ta sử dụng vô cùng thành thục.